Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trọng kính chào quý khán giả hôm nay là thứ tư 11 tháng Giêng năm 2023. Kính mời quý vị theo dõi một uh, câu chuyện trong ngày với chủ đề Tìm thấy tài liệu mật trong văn phòng của Joe Biden lúc ông làm phó tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, trong bối cảnh mà Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục tiến hành cuộc điều tra để tìm hiểu cái số lượng tài liệu mật được lưu giữ một cách bất hợp pháp À, tại à, nơi căn nhà của ông à, cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Florida, thì trong hai ngày vừa qua, dư luận Hoa Kỳ lại chú ý tới cái số tài liệu mật mà vừa mới được tìm thấy tại văn phòng của ông Joe Biden. Bản tin của đài CNN cho biết là trong số những đồ vật được tìm thấy vào mùa thu năm ngoái trong văn phòng làm việc của ông Joe Biden, lúc ông làm phó tổng thống cho tổng thống Barack Obama, có 10 tài liệu mật bao gồm các bản ghi nhớ tình báo của Hoa Kỳ và tài liệu tóm tắt về tình hình Ukraine, tình hình Iran và tình hình Vương quốc Anh. Đương kim Bộ trưởng Tư pháp là Merrick Garland đã nhận được một báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra các tài liệu này. Và hiện, ông đang phải đối mặt với quyết định quan trọng về cách tiến hành, bao gồm cả việc có nên mở một cuộc điều tra hình sự toàn diện nhắm vào Tổng thống Joe Biden hay không. Các tài liệu này được phân loại ghi thời điểm từ năm 2013 cho đến năm 2016 và được tìm thấy trong 3 hoặc 4 hộp chứa các giấy tờ chưa được phân loại theo đạo luật hồ sơ Tổng thống. Chúng ta biết là theo quy định của Hiến pháp nước Mỹ, tất cả Tổng thống Hoa Kỳ khi rời khỏi vị nhiệm, nhiệm sở phải giao toàn bộ những văn bản ghi bằng tay những cái đoạn tờ giấy mà viết uh, vắn tắt trong những buổi họp buổi họp cho tới những cái hồ sơ của quốc gia và toàn bộ những giấy tờ đó phải được giao cho cơ quan văn khố quốc gia của Hoa Kỳ lưu giữ. Nguồn tin nói với đài CNN rằng phần lớn các vật dụng trong văn phòng chứa các tài liệu cá nhân của gia đình tổng thống Joe Biden bao gồm các tài liệu về việc tổ chức tang lễ của con trai ông Joe Biden là Beau Biden và thư chưa buồn của rất nhiều người đối với gia đình ông. Hiện nay, người ta không rõ liệu các hộp đựng tài liệu mật đó có chứa những thư từ cá nhân hay không. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã chỉ định luật sư John Lowe Jr tại Chicago điều tra vụ này. Tin CNN nói rằng luật sư John Lowe Jr đã thông báo tóm tắt cho Bộ trưởng Garland nhiều lần về vấn đề này. Các tài liệu được phát hiện vào ngày 2 tháng 11 năm ngoái, tức là chỉ 6 ngày trước cuộc bầu cử dưới nhiệm kỳ 8 tháng 11 năm 2022, nhưng vấn đề chỉ được công khai vào tối thứ Hai vừa qua. Nguồn tin nói với đài CNN rằng một luật sư riêng của Tổng thống Joe Biden trong lúc đang đóng cửa dọn dẹp văn phòng tại thủ đô Washington DC, mà văn phòng đó ông Joe Biden sử dụng để làm việc với Đại học Pennsylvania luật sư này nhìn thấy một tập tài liệu được dán nhãn cá nhân. Khi ông luật sư này mở phong bì ra, thì ông nhận thấy có những tài liệu mật ở bên trong. Nguồn tin cho biết là luật sư này đã đóng phong bì lại và gọi cho cơ quan lưu trữ văn khố quốc gia và đề trình những phát giác này cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Điều đó có nghĩa là bây giờ ông Garland phải quyết định việc tiến hành điều tra. Chúng ta đã biết ông Merrick Garland đã quyết định cử FBI đến khám xét căn nhà mặt Alago của cựu tổng thống Donald Trump. Trong vấn đề hồ sơ mật tịch thu được tại mặt Alago của ông Trump, ông Bộ trưởng Merrick Garland đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Jack Smith để tiến hành cuộc điều tra hình sự về các hoạt động bầu cử sau năm 2020 của ông Trump và điều tra các tài liệu mật mà cựu tổng thống Trump cất giữ trái phép tại mặt Alago. Có hai lý do khiến cho bộ trưởng Garland chọn luật sư Lowe để tiến hành cuộc điều tra các tài liệu mật của ông Joe Biden. Lý do thứ nhất, luật sư Lows là một trong hai luật sư do tổng thống Donald Trump chỉ định lúc ông Trump lãnh đạo tòa bạch ốc. Lý do thứ hai là để tránh xung đột lợi ích, tức là conflict of interest, vì ông Lows không do tổng thống Joe Biden chỉ định. Luật sư Lows là một trong những người hiếm hoi dưới thời của ông Donald Trump không bị yêu cầu từ chức sau lễ nhậm chức của tổng thống Joe Biden vào năm 2021. Hôm thứ hai vừa qua thì chúng ta biết là tổng thống Joe Biden đã qua bên Mexico để họp cùng với tổng thống Mexico và thủ tướng Canada về một cái hội nghị liên quan đến vấn đề biên giới của ba nước và đặc biệt là cái hồ sơ mà muốn giải quyết cái tình trạng di dân vào nước Mỹ thì có một khoảng khắc mà báo chí nói rằng rất là khó xử hôm thứ hai tại sao? Bởi vì lúc bây giờ trong lúc mà tổng thống Joe Biden họp hội nghị thượng đỉnh ở Mexico đó thì bên cạnh tổng thống là ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland à, các phóng viên báo chí đã nêu câu hỏi về cái cuộc điều tra hiện nay liên quan đến một số tài liệu mật mà cất giữ ở văn phòng ông Joe Biden thời trước. Thì thưa quý vị, cả tổng thống Joe Biden lẫn ông bộ trưởng Garland đều không trả lời những câu hỏi này. Liệu chuyện này có tạo ra hậu quả chính trị đối với tổng thống Biden hay không? Tin về các tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng cũ của ông Biden đã tạo ra sự chú ý của dư luận và đặc biệt là tạo sự chú ý đối với ông Donald Trump. Ngay lập tức, cựu tổng thống Trump đã đăng một loạt tweet trên mạng xã hội chỉ trích ông Joe Biden và công khai kêu gọi cơ quan điều tra liên bang FBI lục soát văn phòng của ông Joe Biden và thậm chí còn muốn FBI lục soát cả tòa bạch ốc để tìm các tài liệu khác nếu có. Các dân biểu đảng Dân Chủ thì bày tỏ sự tin tưởng vào việc ông Biden lưu giữ các tài liệu của chính phủ, mặc dù các hồ sơ mật đã được tìm thấy ở một cái nơi mà theo các mô tả của báo chí là các tài liệu mật đó không được lưu giữ trong những cái học tủ ở văn phòng của ông Joe Biden lúc ông làm phó tổng thống, các dân biểu đảng Cộng hòa Thượng viện cam kết là sẽ mở rộng các cuộc điều tra của họ về các vấn đề tài liệu của ông Joe Biden. Ngày hôm qua thứ ba, dân biểu đảng Cộng hòa Mike Turner là chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện đã yêu cầu giám đốc tình báo quốc gia của nước Mỹ tiến hành đánh giá thiệt hại đối với các hồ sơ mật được tìm thấy tại văn phòng riêng của ông Joe Biden dân biểu Michael Turner viết, những người được giao quyền truy cập vào thông tin mật có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thông tin đó. Vấn đề này cần được xem xét đầy đủ và kỹ lưỡng. Còn tại Hạ Thượng viện thì sao? Tại Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban tình báo là nghị sĩ Mark Warner, Đảng Dân Chủ từ bang Virginia, cũng kêu gọi Ủy ban của ông báo cáo tóm tắt về các tài liệu mật được phát hiện trong văn phòng do ông Joe Biden sử dụng lúc ông làm phó tổng thống. Nghị sĩ Mark Warner nói rằng, bổn phận của chúng tôi là bảo vệ những bí mật an ninh quốc gia, và chúng tôi mong muốn được thông báo về những gì đã xảy ra tại cả mạng Alago của ông Trump và tại văn phòng của ông Joe Biden. Nghị sĩ Warner cho biết, có vẻ như trường hợp của ông Biden không là gì so với những gì mà FBI tìm thấy tại dinh thự của ông Trump ở Florida. Nghị sĩ Warner nói, Điều này chắc chắn khác hẳn với nỗ lực kéo dài hàng tháng của ông Trump nhằm giữ lại tài liệu đang được chính phủ tìm kiếm. Thưa quý khán giả, kể từ khi tin tức liên quan đến các tài liệu của ông Joe Biden bị phanh phui vào hôm tối thứ hai vừa qua, thì các đảng viên Đảng Dân chủ đã lên tiếng bảo vệ tổng thống Biden. Trong một bản tuyên bố ngày hôm qua, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Dick Durbin, Đảng Dân chủ từ bang Illinois nói rằng ông Hoan nghênh tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vì cách mà họ giải quyết vấn đề này. Hiện nay thì tòa Bạch ốc nói rằng sẽ hợp tác hoàn toàn với Bộ Tư pháp và cục điều tra để làm sáng tỏ việc này. Nghị sĩ Dick Durbin nói không giống như cựu tổng thống Donald Trump, người bị cáo buộc cản trở nỗ lực khôi phục hàng trăm tài liệu mật. Một số tài liệu mật được cho là tìm thấy tại trung tâm Biden đã ngay lập tức được gửi đến cơ quan lưu trữ quốc gia và Tổng thống Biden đang để cho Bộ Tư pháp điều tra mà không can thiệp. Ông Derby nói, không giống như Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr của thời ông Donald Trump, đương kim Bộ trưởng Tư pháp hiện nay là Merrick Garland không hành động như luật sư riêng của Tổng thống, tức là không đứng ra để bảo bào chữa, bình vực hoặc là bảo vệ ông Joe Biden Luật sư của tòa bạch ốc là Richard Subert cho biết một số lượng nhỏ tài liệu có dấu hiệu phân loại dường như là của chính quyền Tổng thống Barack Obama đã được tìm thấy vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 8 tháng 11 vừa qua tại một tổ chức tư vấn ở Washington DC có liên quan đến ông Joe Biden. Các tài liệu này được các luật sư của ông Biden phát hiện trong một tủ có khóa khi họ chuẩn bị dọn cái văn phòng này một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với đài NBC News rằng Tổng thống Joe Biden chỉ biết các tài liệu mật được lưu trữ trong văn phòng cũ của ông khi được các luật sư của ông thông báo rằng họ đã phát hiện ra những tài liệu này. Tháng 8 năm ngoái, các đặc vụ của FBI đã thực hiện lệnh khám xét tại Macalago và phát hiện hơn 100 tài liệu có đánh dấu phân loại, trong đó có một số tài liệu được đánh dấu tối mật. Thưa quý vị, đây là một cái bản so sánh của các đài truyền hình uh, về vấn đề tài liệu mật của ông Joe Biden uh, tìm thấy được tại văn phòng cũ của ông và cái số tài liệu mật mà tìm thấy tại mặt Alago của ông Donald Trump. Về phía ông Joe Biden, á, thì uh, NSNBC, NBC và CNN nói rằng có 10 tài liệu uh, mà thôi. Trong khi đó, về phía ông Donald Trump đó, có tối thiểu là 325 tài liệu. Về phía ông Joe Biden thì có một vài tài liệu được xem như là bí mật. Trong khi đó về phía ông Donald Trump là có 60 tài liệu bí mật. Cái thái độ của ông Joe Biden là hợp tác với cơ quan điều tra. Còn thái độ của ông Donald Trump là cản trở cuộc điều tra của FBI. Đó là cái bản so sánh của các đài truyền hình. Thưa khán giả, sau khi đọc xong cái tin của ông Joe Biden á thì chúng tôi cũng xin được phép được nhắc lại cái câu này, ông Joe Biden cũng đã nói nhiều lần và cả phía Cộng hòa và dân chủ đều nói nobody above the law, không ai được quyền đứng trên luật pháp cả. Thì chắc chắn tổng thống Joe Biden sẽ phải giải thích và minh bạch vấn đề này trước công chúng của Hoa Kỳ. Nếu không đó thì thưa quý vị, ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland sẽ phải có quyết định nếu trong trường hợp mà ông Joe Biden phạm luật, tại sao vậy? Bởi vì nếu mà Bộ trưởng Merrick Garland không tiến hành cuộc điều tra hình sự đối với ông Joe Biden nếu ông phạm luật đó, thì ông Merrick Garland sẽ bị mang tiếng là phủ binh phủ mà huyện binh huyện đó là một cái thành ngữ của người Việt Nam, nghĩa là binh vực người đã bỏ nhiệm ông uh, Garland vào chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện nay. Chúng tôi tin là với cái hệ thống luật pháp minh bạch của nước Mỹ, nếu Đương kim tổng thống Joe Biden phạm luật thì ông sẽ phải đối diện với một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Kể từ ngày quân Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đến nay, ít nhất 35 nhà báo đã chết tại Ukraine khi đang làm công việc của mình, con số ấy chắc chắn sẽ còn tăng khi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc trong bối cảnh đó hai nhà báo của Listo Sài Gòn TV tên Thái cùng họ Đinh đã đi Ukraine để tường thuật tin tức bởi vì nếu truyền thông không làm điều này thì những kẻ ác sẽ chiến thắng bút ký chuyến đi ukraine và ba lan là tập ký sự đầu tiên về cuộc chiến ukraine của báo chí tiếng việt đinh xuân thái và đinh quang anh thái đặt chân đến kia đúng ngay hôm quân xâm lược nga tấn công trực diện vào kia với cả trăm hỏa tiễn họ có mặt tại kia để ghi nhận về chiến tranh với cảm thức của những người việt từng bước ra từ chiến tranh những bài ký sự gồm cả sự đồng cảm của người ghi chép bằng chính cuộc đời họ Nhà sách từ lực hân hạnh giới thiệu với quý khán giả bút ký chuyến đi Ukraine và Ba Lan của Đinh Xuân Thái và Đinh Quang Anh Thái. Giá bán một cuốn là 25 Mỹ Kim. Toàn bộ tiền bán sách sẽ được gửi sang Ukraine để góp phần khiêm tốn giúp các nạn nhân cuộc chiến do quân xâm lược Nga gây ra. Độc giả muốn mua sách, xin gọi điện thoại cho Lido Sài Gòn TV 714979.